và đây không phải là một trò chơi dễ. Tuy nhiên, nếu như mà bạn may mắn thì bạn có thể chiến thắng ngay từ những giây phút ban đầu. Bởi vì bao giờ chúng tôi cũng tặng cho những người chơi trước hai số trong tổ ong 30 số này. Bây giờ bạn sẽ chọn hai số nào? Em chọn số 4 và số 8 ạ. Số 4 và số 8. Đây là số 4 và số 8. Có lý do nào khiến bạn chọn hai số này không hay là ngẫu nhiên ạ? Em sinh ngày 8 tháng 4 ạ. Mùng 8 tháng 4 là sinh nhật bạn. Hy vọng rằng ngày sinh của bạn sẽ mang lại may mắn cho bạn. Bây giờ bạn có thể có thêm 3 con số nữa để có thể ghép được chữ Fami nguyên chất để có 30 triệu đồng. Bây giờ, sản phẩm đầu tiên mà bạn sẽ phải đoán giá đó là dầu ăn. 5 chai dầu ăn Ocean, chai 1 lít tinh luyện từ hạt đậu nành với dây chuyền công nghệ hiện đại của Italia. Chứa hơn 80% axit béo chưa bão hòa, dầu dưỡng chất, các amino axit thiết yếu cho cơ thể không cholesterol, các dưỡng chất giúp chống lão hóa, phòng ngừa ung thư, tốt cho việc tim mạch, tươi hơn, dầu dưỡng chất hơn. Có Ocean món nào cũng ngon. Ocean chìa khóa cho sức khỏe gia đình. Bây giờ bạn sẽ đoán giá và bạn chỉ được quyền đoán đúng hoặc thấp hơn không quá 20.000 đồng. Bạn đoán bao nhiêu tiền ạ? Em đoán 210.000 đồng ạ. 210.000 đồng cho những chai dầu Ocean. Bạn chắc chắn chưa? Em chắc chắn rồi ạ. Chắc chắn. Và sau đây sẽ là giá của sản phẩm. Xin mời. 315. Bạn đã có thêm một con số nữa. Chúng ta sẽ lấy số mấy đây ạ? Em sẽ chọn số 3. Số 3. Số 3 của chương trình cũng đã thuộc về bạn. Bạn đã có thể xếp về chữ Fami với chết rồi. Hãy cố gắng có thêm hai con số nữa. Và bây giờ, người mẫu huyền thư của chúng tôi sẽ gửi đến bạn một sản phẩm tiếp theo. 5 can nước rửa chén cao cấp 3 sao, 1,6 lít. Nước rửa chén cao cấp 3 sao, lần đặc cấp 3 lần so với nước rửa chén thông thường. Nước rửa chén an toàn, chất lượng ngay từ thương hiệu. 3 sao, sản phẩm sao và nước nhiệt của công ty Hòa Hợp. Hòa Hợp, ở với mọi nhà. Hòa Hợp, hợp với mọi nhà, đó là nước rửa chén 3 sao. Và bạn sẽ chọn bao nhiêu tiền ạ? Chọn là giá 145.000 đồng ạ. 145.000 đồng nếu như sản phẩm này có giá là 165.000 đồng trở xuống thì bạn sẽ chiến thắng. Bạn chắc chắn chưa? Chắc chắn rồi ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với giá của nước rửa chén 160. Lần thứ hai bạn đoán đúng. Bây giờ sẽ là con số nào ạ? Đây là số 22 ạ. Số 22 của chương trình cũng đã thuộc về bạn. Bạn đã có 4 ô số rồi. Bây giờ sẽ là cơ hội để bạn có ô số 5. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm thứ 3. Phần mềm bảo vệ điện thoại di động BKV Mobile Security. Phần mềm bảo vệ điện thoại di động và máy tính bảng. Trang bị các tính năng cao cấp như chống trộm, chặn tin nhắn rác, chặn cuộc gọi, giao lưu phục hồi danh bạ tin nhắn, thiết lập chế độ riêng tư và diệt virus. Chào bạn. Sản phẩm này sẽ có giá là bao nhiêu tiền? 290.000 đồng. 290.000 đồng. Có vẻ những người bạn của bạn đang trợ giúp rất đắc lực đúng không ạ? Chúng ta sẽ đến với giá của sản phẩm phần mềm. Xin mời. Chính xác, 299. Bạn chơi rất tốt. Và bạn sẽ có thêm một số nữa. Số bao nhiêu ạ? Em chọn số như khán giả, đó là số 20 ạ. 20. Bạn đã có cả 5 ô số. Bạn có muốn thay đổi bất cứ ô số nào trong 5 ô này không ạ? Em không muốn thay đổi ạ. Vậy bạn có muốn dừng lại và lấy 1.500.000 đồng hay không? Dạ, em đi chơi là chính, cần phần thưởng thì tốt hơn ạ. Vâng, dừng lại cũng là một cách chơi đấy ạ. Chơi hết mình ạ. Chơi hết mình, chúng ta sẽ lần lượt đến với các ô số này. Đầu tiên là số 4. Đây là chữ chất. Có 15 chữ chất. Thế việc tìm chữ chất không khó khăn. Bạn có muốn dừng lại không ạ? Dạ không ạ. Chơi tiếp ạ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với ô số 8. Ngày sinh của bạn, tháng sinh của bạn là chữ chất rồi. Số 8 sẽ là Nguyễn. Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm chữ Fami nữa thôi. Chúng ta sẽ đến với ô tiếp theo. Đây sẽ là chữ Fami. Bạn đã chiến thắng. Tuyệt vời. Bạn đã có 30 triệu đồng của chương trình. Cảm xúc của bạn thế nào ạ?
30.